Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kha kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, nó nghe một chút khó tìm cầu. Hôm nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghe nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 670 kinh A Lăng Già A Bạc Đa La Bảo Hán Dịch Đời Tống Tam Tạng Đại Sư Cầu Na Bạc Đà La Người Nước Tiên Trúc. Quyển 1, phẩm 1, Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm phần 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trên núi Lăng Già tại bờ biển Nam, nơi có đủ các thứ hoa báu trang nghiêm, cùng với các đại tỳ kheo tăng và chúng đại Bồ Tát từ các cõi Phật đến. Các đại Bồ Tát ấy đều đủ sức tự tại, vô lượng chánh định, thần thông diệu dụng. Đại Bồ Tát Đại Tuệ làm thượng thủ, được tất cả chư Phật đích thân làm pháp quán đảnh, cảnh giới của tâm tự hiện bày, khéo lãnh hội ý nghĩa về mọi chúng sinh, mọi tâm sắc, vô lượng pháp môn cho đến năm pháp của tự tánh và hai thứ vô ngã đều được từng loại phổ hiện, đều thông đạt trọn vẹn. Khi ấy Bồ Tát Đại Tuệ cùng Bồ Tát Ma Đế đã từng dạo khắp tất cả cõi Phật. Thừa oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, rạch áo, vai áo, tay phải, chắp tay quỳ gối cung kính dùng kệ tán thán. Thế gian sinh diệt lìa như hoa đốm trên không, trí chẳng trụ hữu vô mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp như huyễn, xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng trụ hữu vô mà khởi tâm đại bi, xa lìa chấp đoạn thường. Pháp thế gian như mộng, trí chẳng trụ hữu vô mà khởi tâm đại bi. Biết nhân pháp vô ngã, phiền não và nhĩ diệm thường trong sạch vô tướng mà khởi tâm đại bi. Niết bàn chẳng thể lập, chẳng có niết bàn Phật, chẳng có Phật niết bàn, lìa năng giác sở giác, hoặc có hoặc không có, cả hai thảy đều lìa. Pháp thiền quán tịch tỉnh vốn lìa sự sinh khởi, chẳng đời này đời sau gọi là chẳng thủ xả. Khi ấy Bồ Tát Đại Tuệ nói kệ tán thán Phật xong, tự xưng tên họ: con tên là Đại Tuệ, thông đạt pháp Đại Thừa 108 câu, dùng kệ hỏi Thế Tôn, chính bậc thế gian giải, nghe Bồ Tát nói kệ, quan sát tất cả chúng, bảo các Phật tử rằng: chư vị các Phật tử, nay cho mặt tình hỏi, ta sẽ vì các ông tiết cảnh giới tự tác. Khi ấy Bồ Tát Đại Tuệ kính vâng lời Phật, đảnh lễ nơi chân Phật, chắp tay cung kính, dùng kệ hỏi: thế nào niệm trong sạch, thế nào niệm tăng trưởng, tại sao thấy si hoặc sao tăng trưởng, cách giáo hóa cõi Phật, chúng sinh và ngoại đạo, thế nào thọ vô thọ, tại sao gọi vô thọ, Phật tử là nghĩa gì, giải thoát đến nơi nào, ai trói ai giải thoát, cảnh giới thiền ra sao, tại sao có ba thừa, mong Phật giải thích cho, duyên khởi từ đâu sinh, sao nói tác sở tác, sao có pháp đồng dị, giảm bớt và tăng trưởng, sao gọi định vô sắc và gọi chánh định diệt, thế nào là tưởng diệt, vì sao có xuất định, tại sao sinh sở tác, tinh tấn và trì thân, thế nào hiện phân biệt, các địa từ đâu sinh, vượt ba cõi là ai, thân này là thân gì, vãng sinh đến nơi nào, Bồ Tát tối thắng tử, nhân gì đắc thần thông, và ta muội tự tại, sao gọi tâm ta muội, cuối sinh vì con nói, chữ tạng là nghĩa gì, sao gọi ý già thức. Sinh diệt là thế nào, sở kiến trả về được, năng kiến trả về đâu, thế nào là tâm lượng, chủng tánh phi chủng tánh, làm sao kiến lập tưởng, nghĩa ngã và phi ngã, sao nói chẳng chúng sinh, sao gọi thuyết thế tục, cách nào chẳng sinh khởi, đoạn kiến và thường kiến, chư Phật và ngoại đạo, tại sao chẳng trái nhau, Phật tánh vốn bất nhị, tại sao đời vị lai, nhiều bộ phái khác nhau, nhân gì lập nghĩa không, sao nói sát na hoại, thai tạng sinh là gì, thế pháp sao chẳng động, nhân gì như mộng huyễn, như thành càng tác bà, như bóng trăng trong nước, thế gian như dương diệm, sao lại nói giác chi, và bảy phần, bảy bồ đề phần, quốc độ sao hỗn loạn, tại sao chấp hữu kiến,
thế nào chẳng sinh diệt, thế pháp như hoa đốm, cách nào giác thế gian, thuyết pháp lìa văn tự, lìa vọng tưởng là ai, sao dụ như hư không, những thứ pháp như thật, tâm và tâm ba la mật, nhân gì độ các địa, đến nơi vô sở thọ, và hai thứ vô ngã, làm sao cảnh trí sạch, trí tuệ có những gì, giới tánh có bao nhiêu, hạt trân châu mani, thật tánh từ đâu sinh, ai lập ra ngữ ngôn, và chủng tánh chúng sinh, nói sáng và kỹ thuật, do đâu mà hiển bày, kệ tụng có mấy thứ, tụng dài và tụng ngắn, tất cả có mấy thứ, thế nào gọi là luận, sao có sự ăn uống, và sinh những ái dục, tại sao gọi là vua, chuyển luân và tiểu ương, cõi trời có bao nhiêu, hộ vệ quốc độ nào, thế nào gọi là địa, tinh tú và nhật nguyệt, người tu hành giải thoát, mỗi môn có mấy thứ, đệ tử có mấy loại, sao gọi a xà lê, Phật có bao nhiêu hạng, sở sinh có mấy loại, ma và các ngoại đạo, mỗi có mấy thứ, tự tánh và bổn tâm, có mấy thứ riêng biệt, những số lượng nêu bày, niệm thông minh là gì, cuối sinh Phật khai thị, hư không và gió mây, cây cỏ và rừng rậm, tất cả là thế nào, tại sao lại bắt lấy, những loài voi ngựa nai, thế nào là thấp hèn, nhân gì mà thấp hèn, tại sao thân sáu thứ, sao gọi nhất xiển đề, nam nữ phi nam nữ, từ đâu mà sinh khởi, thế nào phát tâm tu, sao lại tu lui sụp, thiền sư dùng pháp gì, dạy cho những người nào, chúng sinh vào các cõi, tướng nào thuộc loại nào, thế nào là giàu sang, nhân gì được giàu sang, thế nào là thích chủng, nhân gì được thích chủng, thế nào dòng cam giá, xin Thế Tôn giải thuyết, những tiên nhân khổ hạnh, truyền thọ như thế nào, sao thân Phật hiển hiện, khắp thời gian không gian, có đủ loại chúng sinh, và Bồ Tát nhiễu quanh, tại sao chẳng ăn thịt, tại sao cấm ăn thịt, những loại nào ăn thịt, nhân gì phải ăn thịt, sao hình thành nhật nguyệt, tu di và liên hoa, cây đàn dán trống cơm, và đủ loại hương hoa, cõi nước rất thù thắng, trùm khắp cả thế giới, như lưới báu đế thích, tất cả những châu báu, cây đàn dán trống cơm, và đủ loại hương hoa, sáng chói lìa nhật nguyệt, bọn mỗi đều vô lượng, thế nào là hóa Phật, thế nào báo thân Phật, thế nào như Phật, thế nào trí tuệ Phật. Tại sao nơi dục giới, chẳng thành đẳng chánh giác, sao cõi sắc cứu cánh, lìa dục đắc bồ đề, chư Phật nhập niết bàn, ai duy trì chánh pháp, Như Lai và chánh pháp, được trụ thế bao lâu, thành tựu và kiến chấp, mỗi loại bao nhiêu thứ, từ dưới lục tỳ kheo, thanh văn và chuyên giác, cho đến bậc Bồ Tát, nhân duyên gì kiến lập, nhân gì nhiều biến đổi, tại sao vô sở thọ, thế tục thông là gì, tại sao xuất thế gian, thế nào là bảy địa, cuối sinh Phật diễn thuyết, tăng già có mấy loại, thế nào phá hoại tăng, y phương luận là gì, do từ nhân duyên gì, sao lại Phật Thế Tôn thuyết những lời như thế, Ca Diếp câu Lô Tôn, câu Na Hàm là ta, có sao nói đoạn thường, có ngã và vô ngã, sao không tất cả thời đều diễn nghĩa chân thật, mà lại vì chúng sinh phân biệt thuyết tâm lượng, tại sao cõi ta bà, núi Kim Cang Thiết Phi, tất cả đều sung mãn, như trái im ma la, Phật nghe bài kệ hỏi về muôn độ đại thừa, và diệu tâm chư Phật lành thay những câu hỏi, đại tuệ hãy lắng nghe, nay ta vì các ông theo thứ lớp giải đáp. Pháp sinh và bất sinh, các loại đến niết bàn, sát na chẳng tự tánh, từ Phật tử ngoại đạo, thanh văn và chuyên giác, Bồ Tát ba la mật và hạnh cõi vô sắc, một mỗi việc như thế, núi tu di biển cả, các bộ châu quốc độ, tinh tú và nhật nguyệt, cõi trời Atula, xuất thiền tam ma đề, giải thoát được tự tại, giác chi như ý túc, và các phẩm trợ đạo, từ những thân năm ấm cho đến định diệt tận, gồm vô lượng thiền định,
Phật từ tam muội khởi, thuyết pháp độ chúng sinh. Tâm là ý thức tám, tâm là thức thứ tám, ý là thức thứ bảy, và ý là thứ sáu. Năm pháp và vô ngã, năng tưởng và sở tưởng, tự tánh hiện nhị kiến, các thừa và chủng tánh, vàng bạc châu mani, cho đến nhất xiển đề, nhiều loại với nhất Phật. Trí nhĩ diệm chứng đắc, chúng sinh hữu hay vô, những cần thú chói ngựa, tại sao bị bắt lấy? Do nhân duyên thành tựu, năng tác và sở tác, tòng lâm cùng mê hoặc, tâm lượng chẳng hiện hữu, như địa chẳng đến nhau, chư địa chẳng đến nhau, biến hiện thọ vô thọ, y phương và công xảo, nội ngoại trong năm minh, đại địa núi Tu Di, biển cả nhật nguyệt tinh, chúng sinh thượng trung hạ, quốc độ và sắc thân, mỗi mỗi bao vi trần, thước tất và số dặm, số ngắn đến số dài, nói chung những câu hỏi, danh từ các số lượng, diễn tả sự hiện hữu, không gian và thời gian. Nên hỏi những việc này, đâu cần hỏi việc khác. Thanh văn và chuyên giác, Bồ Tát cho đến Phật, mỗi thân bao nhiêu trần, số lượng của bốn đại, thân năm uẩn con người, vua chúa trên thế gian, cho đến chuyển luân chương, đều ham giữ tài sản, làm sao được giải thoát? Nghĩa hẹp và nghĩa rộng, như chỗ hỏi của ông, việc Phật tử nên hỏi, muốn mỗi mỗi tương ưng, phải xa lìa kiến chấp, thành tựu lìa ngôn thuyết. Nay ta sẽ khai thị kỹ càng từng lớp một, Phật tử hãy lắng nghe. 108 câu này như chỗ chư Phật thuyết: cứu sinh, cứu bất sinh, cứu thường, cứu vô thường, cứu trụ dị, phi trụ dị, cứu sát na, cứu phi sát na, cứu tự tánh, cứu phi tự tánh, cứu không, cứu bất không, cứu đoạn, cứu bất đoạn, cứu biên, cứu phi biên, cứu trung, cứu phi trung, cứu duyên, cứu phi duyên, cứu nhân, cứu phi nhân, cứu phiền não, cứu phi phiền não, cứu ái, cứu phi ái, cứu phương tiện, cứu phi phương tiện, cứu xảo, cứu phi xảo, cứu tịnh, cứu phi tịnh, cứu thành, cứu phi thành, cứu ví dụ, cứu phi ví dụ, cứu đệ tử, cứu phi đệ tử, cứu sư, cứu phi sư, cứu chủng tánh, cứu phi chủng tánh, cứu tam thừa, cứu phi tam thừa, cứu sở hữu, cứu phi sở hữu, cứu nguyện, cứu phi nguyện, cứu tâm luân, cứu phi tâm luân, cứu hữu phẩm, cứu phi hữu phẩm, cứu câu và cứu phi câu, cứu duyên tự thánh trí hiện pháp lạc, cứu phi hiện pháp lạc, cứu sắc độ, cứu phi sắc độ, cứu thủy, cứu phi thủy, cứu cung, cứu phi cung, cứu thật, cứu phi thật, cứu số, cứu phi số, cứu minh, cứu phi minh, cứu hư không, cứu phi hư không, cứu văn, cứu phi văn, cứu công xảo kỹ thuật minh sứ, cứu phi công xảo kỹ thuật minh sứ, cứu phong, cứu phi phong, cứu địa, cứu phi địa, cứu tâm, cứu phi tâm, cứu thi thiết, cứu phi thi thiết, cứu ấm, cứu phi ấm, cứu chúng sinh, cứu phi chúng sinh, cứu tuệ, cứu phi tuệ, cứu niết bàn, cứu phi niết bàn, cứu nhĩ diệm, cứu phi nhĩ diệm, cứu ngoại đạo, cứu phi ngoại đạo, cứu hoang loạn, cứu phi hoang loạn, cứu huyễn, cứu phi huyễn, cứu mộng, cứu phi mộng, cứu diệm, cứu phi diệm, cứu tượng, cứu phi tượng, cứu luân, cứu phi luân, cứu càn thất bà, cứu phi càn thất bà, cứu thiên, cứu phi thiên, cứu ẩm thực, cứu phi ẩm thực, cứu dâm dục, cứu phi dâm dục, cứu kiến, cứu phi kiến, cứu ba la mật, cứu phi ba la mật, cứu giới, cứu phi giới, cứu nhật nguyệt tinh tú, cứu phi nhật nguyệt tinh tú, cứu đế, cứu phi đế, cứu quả, cứu phi quả, cứu khởi diệt, cứu phi khởi diệt, cứu trị, cứu phi trị, cứu chi, cứu phi chi, cứu thiền, cứu phi thiền, cứu mê, cứu phi mê, cứu hiện, cứu phi hiện, cứu hộ, cứu phi hộ, cứu tục, cứu phi tục, cứu tiên, cứu phi tiên, cứu vương, cứu phi vương, cứu thâu nhận, cứu phi thâu nhận, cứu bảo, cứu phi bảo, cứu ký, cứu phi ký, cứu nhất xiển đề, cứu phi nhất xiển đề, cứu nữ nam bất nam, cứu phi nữ nam bất nam, cứu phi vị, cứu sự, cứu phi sự, cứu thân, cứu phi thân, cứu giác, cứu phi giác, cứu động, cứu phi động, cứu căn, cứu phi căn, cứu hữu vi, cứu phi hữu vi, cứu vô vi, cứu phi vô vi, cứu nhân quả, cứu phi nhân quả, cứu sắc cứu cánh, cứu phi sắc cứu cánh, cứu thiết, cứu phi thiết, cứu tòng thọ các đằng
cú phi tòng thật các đằng, cú tạp, cú phi tạp, cú thuyết, cú phi thuyết, cú tỳ ni, cú phi tỳ ni, cú tỳ kheo, cú phi tỳ kheo, cú sứ, cú phi sứ, cú tự, cú phi tự. Phật bản Bồ Tát Đại Tuệ, đó là 108 câu mà Phật xưa đã từng nói, ông và các Đại Bồ Tát cần nên tu học. Khế Bồ Tát Đại Tuệ là bạch: Bạch Thế Tôn, các thứ có mấy thứ sinh trụ diệt? Phật bản Bồ Tát Đại Tuệ, các thứ có hai thứ sinh trụ diệt. Chẳng phải suy nghĩ biết được, hai thứ sinh gọi là lưu chú sinh và tướng sinh. Hai thứ trụ gọi là lưu chú trụ và tướng trụ. Hai thứ diệt gọi là lưu chú diệt và tướng diệt. Này Đại Tuệ, các thức có ba thứ tướng gọi là chuyển tướng, nghiệp tướng và chân tướng. Nói tóm tắt có ba thứ thức, nói rộng có tám thứ tướng. Ba thứ thức ấy là chân tướng, chân thức, hiện thức và phân biệt sự thức. Đại Tuệ ví như gương sáng hiện những sắc tướng chỗ hiện của hiện thức cũng như thế. Này Đại Tuệ, hiện thức và phân biệt sự thức, hai thức này, tức tướng hoại và chẳng hoại, làm nhân với nhau. Sự huân tập chẳng thể nghĩ bàn và sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn là cái nhân của hiện thức. Nhận lấy các cảnh trần và huân tập vọng tưởng từ quốc thủy là cái nhân của phân biệt sự thức. Này Đại Tuệ, nếu mà mỗi sự hư vọng chẳng thật che khuất chân thức đều tiêu diệt, thì tất cả căn thức đều diệt, ấy gọi là tướng diệt. Này Đại Tuệ, sao nói là tương tục diệt? Do cái nhân của tương tục đã diệt thì tương tục phải diệt. Đối tượng được nhân diệt thì đối tượng được duyên cũng diệt. Đối tượng được nhân và đối tượng được duyên đều diệt thì tương tục phải diệt. Vì sao? Vì có chỗ nương tựa. Nói nương tựa là vọng tưởng huân tập từ vô thủy. Nói duyên là tự tâm hiện những cảnh vọng tưởng của thức. Này Đại Tuệ, với như cục đất với phi trần có khác, cũng không có khác. Dùng vàng rồng làm ra những đồ trang sức cũng vậy. Đại Tuệ, nếu cục đất với phi trần có khác thì cục đất chẳng do phi trần hợp thành, mà thật thì do phi trần hợp thành, nên nói chẳng khác. Nếu chẳng khác thì cục đất với phi trần chẳng có phân biệt. Như thế, Đại Tuệ, chân tướng của chuyển thức với tạng thức, nếu là khác thì tạng thức chẳng phải cái thân của chuyển thức, nếu là chẳng khác thì chuyển thức diệt, tạng thức cũng phải diệt, mà chân tướng của nó thật sự là chẳng diệt. Cho nên Đại Tuệ, chẳng phải tự thức của chân tướng diệt, chỉ là nghiệp tướng diệt. Nếu tự thức của chân tướng diệt thì tạng thức cũng phải diệt. Đại Tuệ, nếu tạng thức diệt thì chẳng khác gì đoạn kiếp của ngoại đạo. Này Đại Tuệ, các phái ngoại đạo lập luận như thế này: cần giới thâu nhận diệt thì sự lưu trú của thức cũng diệt. Nếu sự lưu chuyển của thức diệt thì sự lưu trú từ vô thủy phải đoạn dứt. Đại Tuệ, ngoại đạo nói cái nhân sinh khởi của lưu chuyển chẳng do nhãn thức sắc không và sáng tối hòa hợp mà sinh, ngoài ra còn có các nhân khác. Đại Tuệ, cá nhân của họ nói như thắng diệu, như sĩ phu, như tự tại, như thời gian, như vi trần. Lại nữa, này Đại Tuệ, có bảy thứ tánh tự tánh, gọi là tập tánh tự tánh, tánh tự tánh, tướng tánh tự tánh, đại chúng tánh tự tánh, nhân tánh tự tánh, chuyên tánh tự tánh và thanh tánh tự tánh. Lại nữa, này Đại Tuệ, có bảy thứ đệ nhất nghĩa, đó là cảnh giới tâm, cảnh giới tuệ, cảnh giới trí, cảnh giới kiến, cảnh giới siêu nhị kiến, cảnh giới siêu tự địa, siêu việt phiền não và cảnh giới Như Lai tự tại. Đại Tuệ, đây là đệ nhất nghĩa. Tâm, nơi tự tánh của tánh, cũng là chư Phật ứng cúng đàn chánh giác, quá khứ, hiện tại, vị lai, thành tựu các thế gian và xuất thế gian. Cho nên pháp xuất thế gian tối thượng do tuệ nhãn của bậc thánh soi vào, tự cộng tướng mà kiến lập. Kiến lập này chẳng đồng với lập luận theo ác kiến của ngoại đạo. Này Đại Tuệ, thế nào là lập luận theo ác kiến của ngoại đạo? Ấy là cảnh giới vọng tưởng của tự kiến chấp, chẳng biết do chấp nơi chỗ hiện bày của tự tâm. Vì chẳng thông đạt về biên vực tự tánh cùng khắp không gian thời gian, vốn chẳng có biên vực. Vì khởi tâm chấp thật thành có biên vực.
đời tuệ vì hạ phần phu ngu si, ở nơi bất dị của tự tánh vô tánh. Đời nhất nghĩa lập ra nhị kiến luận. Lại nữa này đại tuệ, cá nhân vọng tưởng của ba cõi diệt, thì cái các duyên của vô minh ái nghiệp liền diệt. Nay ta sẽ thuyết giảng những cảnh huyễn hóa tùy theo kiến chấp nơi đối tượng được hiện bày của tự tâm. Này đại tuệ, nếu có sa môn bà la môn muốn khiến nhân quả của hữu chủng vô chủng cùng sự vật thời gian có chỗ trụ, và những cái do chấp nơi ấm giới nhập nơi sinh và trụ biến hiện, hoặc nói sinh đồ thì diệt, hoặc sự vật hoặc tương tục, hoặc sinh hoặc hữu hoặc niết bàn, hoặc đạo hoặc nghiệp, hoặc quả hoặc chân lý hoặc thường trụ, đều là đoạn diệt luận. Vì sao? Về những sự việc kể trên vốn là vô thủy, nên hiện tiền đều không thể nắm bắt. Này đại tuệ, với như cái bình bể chẳng dùng được, như hạt giống cháy chẳng thể nảy mầm. Như thế đại tuệ, nếu tánh của ấm giới nhập đã diệt, nay diệt sẽ diệt đều do cái chấp vọng tưởng của tội tâm vô nhân mà có, thì sự sinh khởi chẳng có thứ lớp. Này đại tuệ, nếu lại nói cái thức vô chủng hữu chủng cho ba duyên kiến tướng thức hòa hợp sinh khởi, thì con rùa lên mọc lông, ép cát phải ra dầu, tông họ ác phải tự hoại, vì trái với nghĩa quyết định cái thuyết hữu chủng vô chủng có lỗi như thế. Nếu theo đó kiến lập sự nghiệp đều là hư dối vô nghĩa. Này đại tuệ, cái thuyết ba duyên hợp sinh của ngoại đạo lập ra phương tiện nhân quả tự tướng nơi quá khứ hiện tại vị lai, tưởng hữu chủng vô chủng từ xưa đến nay đã thành sự thật, giác tưởng xoay chuyển thừa kế với nhau, là do lỗi nơi tập khí tự sinh kiến chấp mà thuyết như thế. Này đại tuệ, phàm phu ngu si say mê tà tưởng, trí tuệ bị ác kiến nuốt mất, đem cái thuyết vô trí lại vọng xưng là nhất thiết trí. Này đại tuệ, nếu các sa môn bà la môn lì kiến chấp về tự tánh, biết trong ngoài tâm hiện như mây nổi, như vòng lửa, như thành kèn tắc bà, như giọt nắng, như bóng trăng trong nước, như mộng huyễn, những vọng tưởng hư dối từ vô thủy chẳng lìa tự tâm. Nếu nhân chuyên vọng tưởng diệt hết, lìa chủ thể thuyết đối tượng thuyết, chủ thể quán đối tượng được quán của vọng tưởng, kiến lập thân của tạng thức, nơi cảnh giới thức có thọ dụng, thâu nhận và kẻ thâu nhận, đối với những việc kể trên đều chẳng tương ưng, chẳng có tất cả cảnh giới ấy, lìa sinh trụ diệt, lìa tự tâm khởi, lìa tùy chủ nhập mà phân biệt. Bồ Tát này được như thế thì chẳng lâu sẽ chứng đắc sinh tử và niết bàn bình đẳng, được đại bi làm phương tiện kéo léo mà chẳng thấy có sự mở mang phương tiện. Này đại tuệ, nơi tất cả chúng sinh đều như huyễn, chẳng do nhân duyên xa lìa cảnh giới trong ngoài, ngoài tâm chẳng thấy pháp khác, lần lượt nhập chỗ vô tưởng, từ cảnh giới tam muội của địa này đến địa kia, phân biệt quán xét thấu rõ ba cõi như huyễn, sẽ chứng đắc tam muội như huyễn, suy việc tự tâm hiện trụ nơi bát nhã ba la mật, lìa bỏ phương tiện, lìa kim căn dụ và tam bồ đề, lìa vào thân Như Lai, lìa vào thần thông biến hóa tự tại, từ bi làm phương tiện đầy đủ trang nghiêm vào tất cả cõi Phật và chỗ ngoại đạo, bình đẳng như nhơ, lìa tâm ý ý thức. Ấy là sự lần lượt chuyển thân của Bồ Tát cho đến chứng đắc pháp thân Như Lai, cuối cùng quy về vô sở đắc. Cho nên muốn hội nhập nơi pháp thân Như Lai và xa lìa ấm giới nhập và nhân duyên làm phương tiện của tâm, chỉ với tâm thẳng quán xét lỗi nơi vọng tưởng tập khí hư dối từ vô thị sinh trụ diệt là vọng tưởng hư dối. Phật địa do sinh tư duy về ba cõi chẳng thật có, đến thánh trí tự giác từ tâm tự tại tới chỗ hành vô sở hành, như hạt châu mani tùy sắc, hạt châu tự chẳng có màu sắc mà tùy màu sắc của người xem hiện ra màu sắc, nghĩa là tùy tâm lượng vi tế của chúng sinh mà biến hóa thân hình, nên các địa lần lượt được tương tục kiến lập. Cho nên này đại tuệ, việc tự thành tựu pháp thiện phải siêng tu học. Khế Bồ Tát đại tuệ là bạch, bạch Thế Tôn, nói tâm ý ý thức tướng tự tánh của năm pháp là nẻo hành hóa của tất cả chư Phật Bồ Tát, cảnh giới của đối tượng được duyên chẳng hòa hợp, hiện bày tất cả pháp do tự tâm hiện thành tướng chân thật, nhất thiết Phật ngữ tâm là Phật thuyết về cảnh giới tạng thức nơi pháp thân, ở trụ xứ của chư đại Bồ Tát tại núi Malada,
trong biển thuộc nước Lăng Già. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Tuệ, do bốn nhân duyên mà nhãn thức chuyển. Thế nào là bốn? Một, tự tâm bất giác hiện ra thâu nhận. Hai, lỗi lạc tập khí hư dối từ vô thủy. Ba, chấp trước tự tánh của tánh thức. Bốn, muốn thấy đủ thứ sắc tướng. Ấy gọi là bốn thứ nhân duyên. Từ dòng suối chảy của tạng thức sinh ra làn sóng của chuyển thức. Như nhãn thức chuyển thì tất cả phi trần, lỗ chân lông, nơi tất cả các căn đều sinh các cảnh giới khác nhau. Theo đó sinh khởi cũng như thế. Ví như gương sáng hiện các sắc tướng, ví như gió lớn thổi, nước biển thì gió của cảnh giới bên ngoài, thổi biển của tâm, nổi làn sóng thức cũng vậy. Bởi vì tướng đối tượng được tạo tác khác hay chẳng khác do nghiệp duyên hòa hợp sinh tướng, là chấp trước sâu vào, chẳng thể thấu tỏ tự tánh của sắc. Các sắc nên cái thân năm thức theo đó mà chuyển. Này đại tuệ, cái thân năm thức kia, cái thân năm thứ thức kia đều do cái biết của tướng phần đoạn sai biệt mà có, nên biết đó là cái thân của ý thức. Cái thân chuyển kia chẳng tự cho là tướng của ngã chuyển, vì tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước mà chuyển, nên mà mỗi tướng hư vọng cùng chuyển, do phần đoạn sai biệt phân biệt cảnh giới gọi là chuyển. Như người tu hành vào thiền chánh định, chuyển tập khí vi tế mà chẳng tự biết, là cho là thức diệt rồi mới nhập thiền định, thì thật thì thức chẳng diệt mà nhập chánh định. Vì chủng tử tập khí chẳng diệt nên cảnh giới chuyển mà thức chẳng diệt, chẳng vì không thâu nhận mà diệt. Này đại tuệ, bà bởi của cánh của tạng thức vi tế như thế, ngoài chư Phật và Bồ Tát trụ địa ra, chủ tu tập đạt được các thanh văn duyên giác ngoại đạo, dù có sức trí tuệ của tháng bụi, tất cả chẳng thể suy lường tốt đạt được. Ngoài tướng trí tuệ khéo léo phân biệt, phán đoán nghĩa cố thắng tiếng vô biên, tiền căn thuần thục lì vọng tưởng hữu giới của tự tâm hiện, tỉnh tọa trong lưỡng trần, tu hành giả trải qua các bậc thượng trung hạ, được thấy vọng tưởng lưu trú của tự tâm, được pháp quán đảnh nơi vô lượng quốc độ của chư Phật, được sức tự tại thần thông tháng bụi, để biết cái tri thức thiện quyến thuộc Phật tử, những tâm ý ý thức kia chúng sinh theo nghiệp ái vô tri và biển sinh tử. Cảnh giới tư tưởng hư vọng ấy đều do tự tâm hiện bày. Đến đây các thứ nhân duyên kể trên thể đều đã siêu thoát. Cho nên này đại tuệ, những người tu hành nên gần gũi bậc tri thức tối thắng. Khi Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà nói kệ: ví như sóng biển cả là do gió thổi mạnh, sóng to vỗ biển rộng chẳng có lúc ngừng nghỉ. Biển tạng thức thường trụ, gió cảnh giới lay động, mỗi mỗi sóng của thức ào ạt mà nổi dậy. Các thứ màu sắc đẹp, các thứ đồ ăn ngon, các thứ hoa quả tốt, ánh sáng của nhật nguyệt, hoặc khác hoặc chẳng khác, như biển nổi làn sóng. Bảy thức cũng như thế, tâm cảnh hòa hợp sinh, nước như nước biển biến chuyển, nổi đủ thứ làn sóng. Bảy thức cũng như thế, tâm cảnh hòa hợp sinh. Nói chỗ tạng thức ấy, mỗi mỗi các thức chuyển là do ý thức kia suy nghĩ nghĩa các tướng. Có tám tướng chẳng hoại, vô tướng vốn vô tướng. Ví như làn sóng biển, nước biển chẳng sai biệt, thức tâm cũng như thế, chẳng thể có khác biệt. Tâm gọi thức tập nghiệp, ý gọi rộng thức tập. Thức do thức nhận biết, hiện cảnh nói năm, hiện cảnh nói có năm. Bồ Tát Đại Tuệ dùng kệ hỏi Phật: nhận sắc tướng xanh đỏ do các thức sinh khỏi, nội pháp như làn sóng, nghệ sinh Phật giảng. Thế Tôn dùng kệ đáp: nhận sắc tướng xanh đỏ, làn sóng vốn chẳng có, đều do tâm tích tập. Phàm phu nếu khai ngộ, nghiệp kia vốn chẳng có, do tự tâm thâu nhiếp, lìa năng nhiếp sở nhiếp, đồng như làn sóng kia. Kiến lập thân thọ dụng là hiện thức chúng sinh, nơi các nghiệp hiện kia đều như làn sóng nước. Bồ Tát Đại Tuệ lại dùng kệ hỏi: tánh làn sóng biển cả ao ạt vẫn biết được, tạng cùng nghiệp cũng vậy, tại sao chẳng hiểu biết? Thế Tôn dùng kệ đáp: phàm phu chẳng trí tuệ, tạng thức như biển cả, nghiệp tướng như làn sóng, theo đó dụ cho hiểu.
Bồ Tát Đại Tuệ lại dùng kệ hỏi: Mặt trời sáng soi khắp chúng sinh thượng trung hạ, lại Như Lai soi thế gian, khai thị lời chân thật, tại sao chia nhiều thừa, thuyết pháp nói chẳng thật? Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: Nếu nói với chân thật, tâm họ chẳng chân thật, ví như làn sóng biển, như bóng gương mộng huyễn, tất cả cùng lúc hiện, cảnh giới tâm cũng thế. Nay cảnh giới chẳng đủ là do nghiệp chuyển sinh, thức do thức nhận biết, ý do ý cho vậy, năm thức tùy cảnh hiện, chẳng thứ lớp nhất định, ví như thợ khéo vẽ và học trò thợ vẽ, bút màu vẽ hình tướng, ta nêu cũng như thế. Màu sắc vốn vô nghĩa, chẳng phải bút hay lụa, vì thỏa lòng chúng sinh, vẽ đủ thứ hình tướng. Dùng lời nói khai thị, thật nghĩa lìa văn tự, phân biệt nghĩa ban đầu, tu hành đến chân thật, chỗ chân thật tự ngộ, lìa năng giác sở giác. Đây gì Phật tự nói, kẻ ngu vọng phân biệt, thế gian đều như huyễn, dù hiện chẳng chân thật, thuyết pháp cũng như thế. Tùy sự lập phương tiện, lương y trị bệnh nhân, tùy bệnh mà cho thuốc, thuyết pháp chẳng ứng cơ, nơi họ thành phi thuyết. Tùy tâm lượng chúng sinh, Như Lai ứng cơ thuyết, phi cảnh giới vọng tưởng, thanh văn chẳng có phần, vì thương xót kẻ mê, thuyết cảnh giới tự giác. Lại nữa, này Đại Tuệ, nếu Đại Bồ Tát muốn biết hiện lượng của tùy tâm, thâu nhận và cái thâu nhận đối với cảnh giới vọng tưởng, phải lìa phong tục tập quán thế gian, ngày đêm, sáu thời, thường tự cảnh tỉnh, phương tiện tu hành, phải lìa ngôn luận của người ác kiến về các tướng thừa thanh văn duyên giác thông đạt tướng vọng tưởng của tụi tâm hiện. Lại nữa này, Đại Tuệ là một tác kiến lập trí tuệ nơi ba tướng của thánh trí nên siêu học. Thế nào là ba tướng của thánh trí? Đó là tướng vô sở hữu, thứ nhất thiết chư Phật tự nguyện xứ, tướng có cánh của thánh trí tự giác. Tu hành được đến đây rồi, phải xả bỏ tướng bệnh của trí tuệ tâm, được lên Bồ Tát trụ địa thứ 8, ấy là do quá trình tu tập ba tướng kể trên mà sinh khởi. Này Đại Tuệ, nói tướng vô sở hữu là theo cách tu tập những tướng thanh văn duyên giác và ngoại đạo mà sinh khởi. Nói tướng tự nguyện xứ là nói chỗ chư Phật xưa tự nguyện tu mà sinh khởi. Nói tướng của cánh là của thánh trí tự giác là đối với tất cả pháp tướng chẳng chấp trước được tiến hành đến chứng đắc tam muội thân như huyễn của chư Phật mà sinh khởi. Đây gọi là ba tướng của thánh trí. Nếu người thành tựu ba tướng của thánh trí này thì được đến cảnh giới cứu cánh của thánh trí tự giác. Cho nên Đại Tuệ, ba tướng của thánh trí nên siêng tu học. Khi Bồ Tát Đại Tuệ biết tâm niệm của chúng sinh, của chúng đại Bồ Tát đang nghĩ về kinh gọi là thánh trí sự phân biệt tự tánh, nên đương theo dự lực từ oai thần của tất cả Phật bạch: Bạch Thế Tôn, cô xin Phật thuyết kinh thánh trí sự phân biệt tự tánh, y theo trí tuệ của Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, phân biệt nghĩa nơi 108 câu, theo đó thuyết giảng về chỗ Đại Bồ Tát vào tự tướng và cộng tướng của tự tánh vọng tưởng. Vì phân biệt thuyết giảng về tự tánh vọng tưởng thì khéo quan sát được nhân, pháp vô ngã, tẩy sạch vọng tưởng, soi sáng các địa, siêu việt tất cả thanh văn duyên giác và thiền định của ngoài đạo, biết khắp cảnh giới thuộc nơi chốn hành hóa không thể nghĩ bàn của Như Lai, lìa bỏ năm pháp tự tánh, dùng pháp thân trí tuệ của chư Phật Như Lai khéo tự trang nghiêm, khởi cảnh giới huyễn, lên thiên cung đô xuất, trời sắc cứu cánh trong tất cả cõi Phật cho đến được pháp thân thường trụ của Như Lai. Như Phật Thích Ca từ thiên cung đô xuất giáng sinh thành Phật. Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ, có một thứ ngoại đạo khởi vọng tưởng chấp trước đoạn diệt, sau hết cái nhân giác tri cho tất cả là hư vô, như thỏ không sừng cho tất cả pháp cũng như thế. Ngoài ra còn có ngoại đạo căn cứ theo chỗ vi tế của Đà La Phiếu chân lý, vọng chấp các pháp mà mỗi sai biệt, xin kiến chấp ấy cho là không có sừng thỏ, thì lại nghĩ tưởng phải có sừng trâu. Đại Tuệ hỏi đã vào nhị kiến hữu và vô, chẳng rõ cảnh giới tâm lượng của tự tâm, vọng từ thêm bớt, kiến lập thân thọ dụng, vọng tưởng có căn cứ số lượng. Đại Tuệ, tất cả pháp tánh cũng như thế, lìa hữu lìa vô, chẳng nên suy tưởng cho là thật có hay thật không. Này Đại Tuệ, nếu lìa hữu vô mà cho thỏ không sừng là tưởng thật không, cho trâu có sừng là tưởng thật có,
đều gọi là tà tưởng. Đại tuệ theo cảnh giới thánh trí nên lìa nhị kiến đối đãi. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, người chẳng vọng tưởng thấy tướng vô sinh rồi, theo đó suy nghĩ quán xét chẳng sinh vọng tưởng, nói là vô chăng? Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: Chẳng phải quán xét chẳng sinh vọng tưởng mà nói vô. Vì sao? Vì vọng tưởng do chấp thật mà sinh, như theo chấp thật có và không và sừng mà sinh ra vọng tưởng. Nếu chẳng chấp thật thì lìa hai tướng tương đối, do quán hữu nên nói thỏ không sừng, do quán vô nên nói trâu có sừng. Đại tuệ: Vì pháp tương đối chẳng phải chánh nhân nên nói hữu nói vô, cả hai đều chẳng thành. Nói thành là do chấp pháp tương đối mà thành. Đại tuệ là còn có ngoại đạo chấp trước việc sắc không sinh khởi kiến chấp, chẳng biết thực tế của hư không, nói lìa sắc lìa hư không, sinh khởi kiến chấp về biên dực của vọng tưởng. Này đại tuệ, hư không là sắc, thuộc về sắc chủng. Sắc là hư không do chủ thể nhận thức, đối tượng được nhận thức mà kiến lập phân biệt tánh sắc tánh không. Đại tuệ phải biết lúc bốn đại chủng sinh khởi tự tướng riêng biệt chẳng trụ hư không, nhưng không phải chẳng có hư không. Như thế đại tuệ vì chấp pháp tương đối, quán trâu có sừng đã nói thỏ không sừng, vì đem sừng trâu phân tích thành vi trần, lại phân tích vi trần cho đến cực vi thì sắc na chẳng có chỗ trụ. Họ quán theo như thế nào mà nói là vô? Nếu quán các vật khác thì pháp cũng như vậy. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Tuệ: Nếu lìa sừng thỏ, sừng trâu, sắc tướng hư không, kiến chấp vọng tưởng, các đại Bồ Tát nên suy xét vọng tưởng do tự tâm hiện. Bồ Tát vào tất cả cõi nước, dùng phương tiện của tự tâm giáo hóa chúng sinh. Khi Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này nên nói kệ: Sắc cùng với tâm không, sắc cùng nuôi dưỡng tâm, thân thọ dụng kiến lập tạng thức hiện chúng sinh, tâm, ý và ý thức, pháp tự tánh có năm, vô ngã có hai thứ, do Như Lai rộng thuyết, ngắn, dài ngắn và có không, lần lượt sinh lẫn nhau, vì không lập nghĩa có, vì có lập nghĩa không. Nếu phân biệt vi trần, vọng sắc chẳng thể sinh, chỗ an lập tâm lượng không nên có ác kiến. Phi cảnh giới, giác tưởng, tự thanh văn cũng thế, cảnh giới của tự giác, cứu thế phương tiện thuyết. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ vì trừ sạch lòng dòng suối ý thức do tự tâm hiện, lại hỏi Như Lai: Bạch Thế Tôn, làm sao trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sinh? Đó là pháp đốn hay tiệm? Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: Phi tiệm, phi đốn, cũng tiệm, cũng đốn. Nói tiệm ví như trái Imala tiệm chín mùi, như đại địa tiệm dần dần sinh dạng giọt. Như Lai trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sinh cũng như thế. Nói đốn ví như gương sáng đốn, lìa hiện tất cả sắc tướng vô tướng. Như ánh sáng mặt trời đốn, liền soi tất cả sắc tướng. Như Lai trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sinh cũng như thế. Này đại tuệ, pháp y Phật thuyết, tất cả các pháp hiện bày nơi tự tướng và cộng tướng là tập khí do tự tâm hiện, vọng tưởng tương tục do tự tâm so sánh chấp trước, mà mỗi không thật như huyễn. Thật ra mà mỗi so sánh chấp trước đều không thủ đắc. Lại nữa này đại tuệ, vì so sánh chấp trước khiến khỏi tự tánh, sinh ra tướng vọng tưởng của tự tánh. Đại tuệ, như nhà ảo thuật nương cỏ cây ngói đá làm ra đủ thứ cảnh Phật hiện hóa, vì đó sinh khỏi bao nhiêu hình sắc, sinh khỏi đủ thứ vọng tưởng, những vọng tưởng kia vốn chẳng chân thật. Như thế đại tuệ, y theo tánh duyên khởi sinh khởi vọng tưởng, y một mỗi vọng tưởng hình thành bởi mỗi sự vật hiện thành, ấy gọi là y Phật thuyết pháp. Này đại tuệ, nói pháp nói hóa Phật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, để ấm giới nhập, giải thoát mọi thức tướng phân biệt, là do quán xét kiến lập sự việc kiến chấp về ngoại đạo và kiến chấp về cõi vô sắc. Này đại tuệ, nói pháp Phật là lìa kiến dựa, lìa tất cả mọi đối tượng được tạo tác, tướng căn và số lượng đều diệt,
chẳng phải tướng ngã chấp và cảnh giới nơi đối tượng bị chấp của phàm phu. Thanh văn, duyên giác và ngoại đạo ấy là do tướng cứu cánh sai biệt của thánh trí tự giác kiến lập. Cho nên đại tuệ, tướng cứu cánh sai biệt của thánh trí tự giác nên siêng học, và kiến chấp do tự tâm hiện cần phải diệt trừ. Lại nữa này, đại tuệ có hai thứ tướng phân biệt thông với thừa thanh văn, ấy là chấp tướng đắc thánh tự giác sai biệt, và tướng không so sánh chấp trước tánh dẫm tưởng nơi tự tánh. Thế nào là tánh đắc thánh tự giác sai biệt của thanh văn? Ấy là cảnh giới chân đế, vô thường, phổ không, vô ngã, lìa dục tịch diệt, dứt ấm giới nhập, tự cộng tướng ngoài, bất hoại tướng. Biết như thật về tâm được tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng xong, được đạo quả liền, thiền định giải thoát tam muội. Nhân chánh thọ giải thoát ấy chẳng lìa tập khí biến dịch sinh tử, chẳng thể nghĩ bàn. Đắc thánh tự giác ham trụ nơi thừa thanh văn ấy gọi là tướng đắc thánh tự giác sai biệt của thanh văn. Này đại tuệ, ham trụ đắc thánh tự giác sai biệt của đại bồ tát chẳng phải là ham pháp môn diệt và ham chánh định. Chỉ vì thương xót chúng sinh và theo đúng bản nguyện mà không thụ chứng, đại bồ tát đối với tướng đắc thánh tự giác sai biệt của thừa thanh văn ham thích chẳng nên tu học. Này đại tuệ, thế nào là so sánh chấp trước tánh vọng tưởng nơi tự tánh của thừa thanh văn? Ấy là đại chủng sanh vàng đỏ trắng địa thủy hỏa phong chẳng do tạo tác mà sinh tự tướng, cộng tướng chỉ là cái phương tiện của Phật thuyết. Người thanh văn do đó khởi tự tánh vọng tưởng, để Bồ Tát đối với pháp ấy nên biết, nên xả, liền nhập tướng vô ngã nơi pháp và diệt trừ kiến chấp nơi tướng vô tướng, nơi tướng vô ngã của nhân, liền lần lượt tiến đến các địa ấy gọi là tướng so sánh chấp trước tánh vọng tưởng nơi tự tánh của thừa thanh văn. Khởi Bồ Tát đại tại bạch, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giảng về cảnh giới thường và chẳng thể nghĩ bàn của đệ nhất thánh trí và cảnh giới của đệ nhất nghĩa, chẳng phải là chỗ nêu giảng của những ngoại đạo về nhân duyên thường chẳng thể nghĩ bàn chăng? Và bảo Bồ Tát đại tuệ, chẳng phải là nhân duyên đạt được thường chẳng thể nghĩ bàn của ngoại đạo? Vì sao thường chẳng thể nghĩ bàn của những ngoại đạo chẳng cho tự tướng thành? Nếu thường chẳng thể nghĩ bàn chẳng cho tự tướng thành thì có sao được hiển hiện thường chẳng thể nghĩ bàn? Lại nữa này đại tuệ, chẳng thể nghĩ bàn nếu do tự tướng thành thì ắt phải là pháp thường, nếu do người làm ra thì chẳng thể thành thì thường thì chẳng thể nghĩ bàn, vì do làm mới có, chẳng phải thường có. Này đại tuệ, ta nói đệ nhất nghĩa thường chẳng thể nghĩ bàn, tướng nhân thành đệ nhất nghĩa là lìa tánh phi tánh nên đạt được tướng tự giác mà vô tướng. Cá nhân của đệ nhất nghĩa trí, vì có cá nhân lìa tánh phi tánh, với như hư không không tạo tác, niết bàn tận diệt, nên chánh pháp ấy tự thường chẳng do tạo tác mà thành thường. Như thế chẳng đồng với định luận thường chẳng thể nghĩ bàn của ngoại đạo. Này đại tuệ, thường chẳng thể nghĩ bàn này do thánh trí tự giác của Như Lai chứng đắc, nên thường chẳng thể nghĩ bàn của thánh trí tự giác cần phải tu học. Lại nữa này đại tuệ, pháp thường chẳng thể nghĩ bàn của ngoại đạo chẳng có thánh tánh thường, vì có cá nhân của tướng khác chẳng phải cá nhân của xuất tướng tự thành. Lại nữa này đại tuệ, pháp thường chẳng thể nghĩ bàn của ngoại đạo có chỗ tạo tác tánh phi tánh vô thường thì khiến chấp suy tư tự cho là thường. Này đại tuệ, pháp ta cũng dùng nhân duyên như thế, vì tánh phi tánh chẳng lập chỗ tạo tác, chẳng có thường kiến nơi cảnh giới của thánh trí tự giác, nói cái thường ấy tự vô nhân. Này đại tuệ, nếu các ngoại đạo lập cá nhân tướng thành thường chẳng thể nghĩ bàn, lập cá nhân của tự tướng nói tánh phi tánh thì đồng như sừng thỏ, vì pháp thường chẳng thể nghĩ bàn của họ chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng. Các ngoại đạo có cái lỗi như thế, vì sao vì chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng cũng như sừng thỏ, chẳng phải do tự tướng vốn sẵn đầy đủ? Này đại tuệ, pháp thường chẳng thể nghĩ bàn của ta do tướng tự giác đứng chứng đắc, lìa đối tượng được tạo tác tánh phi tánh nên tự vốn là thường, chẳng phải ngoài tánh phi tánh suy nghĩ pháp vô thường cho là thường. Nếu ngoài tánh phi tánh pháp vô thường suy nghĩ cho là thường, là cái thuyết thường hàng chẳng thể nghĩ bàn của ngoại đạo, vì họ chẳng biết cái tướng của tự thân của tự nhân thường chẳng thể nghĩ bàn vốn sẵn đầy đủ,
nên xa cách giới tánh cảnh giới chứng đắc nơi thánh trí tự giác, họ chẳng nên thuyết. Lần nữa này đại tuệ chúng thanh văn, sợ các khổ của vọng tưởng sinh tử mà cầu niết bàn, chẳng biết tất cả tánh sai biệt của sinh tử niết bàn là vọng tưởng phi tánh, do cảnh giới của các căn thôi nghĩ cho là niết bàn, chẳng phải chuyển tạng thức thành thánh trí tự giác. Thế nên Phật đối với phàm phu nói có ba thừa, nói những tâm lượng vốn chẳng thật có, họ chẳng biết cảnh giới của tự tâm hiện của Như Lai nơi quá khứ hiện tại vị lai, mà so sánh chấp trước cảnh giới ngoài tâm hiện nên thường lưu chuyển trong vòng sinh tử. Lời nữa này đại tuệ, tất cả pháp vốn vô sinh ấy là quá khứ hiện tại vị lai chư Phật thuyết giảng. Vì sao nói tự tâm hiện là tánh phi tánh, là hữu là phi hữu sinh? Đại tuệ, tất cả tánh vô sinh thì tất cả pháp như sừng thỏ, mà phàm phu ngu si vì tự tánh vọng tưởng chấp cho là tật. Này đại tuệ, tất cả pháp vô sinh là cảnh giới của thánh trí tự giác, tất cả tướng tự tánh của tất cả tánh vốn vô sinh chẳng phải hai thứ cảnh giới vọng tưởng nhị kiến của phàm phu, kiến lập tướng tự tánh của sắc thân và tài. Đại tuệ, chuyển các tướng chủ thể thâu nhiếp đối tượng được thâu nhiếp của tạng thức mà phàm phu đọa và nhị kiến của sinh trụ diệt, hy vọng tất cả tánh có sinh sinh những vọng tưởng hữu và phi hữu chẳng phải là thánh hiền. Lại nữa này đại tuệ, có năm thứ chủng tánh vô giác, những gì là năm ấy là thanh văn thừa, vô giác chủng tánh, vô giác thừa, vô giác chủng tánh, Như Lai thừa, vô giác chủng tánh, bất định chủng tánh và các biệt chủng tánh. Thế nào là chủng tánh vô giác của thanh văn thừa? Nếu có người nghe nói đến ấm giới nhập tự cộng tướng, lúc ấy lỗ chân long toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng yên vui và ham tu trí tướng, chẳng tu tướng chuyên khởi phát ngộ, khởi tâm đoạn chức tập khí phiền não, nhưng chẳng đoạn, chẳng độ biến dịch sinh tử, chẳng thể nghĩ bàn cho độ phần đoạn sinh tử, cho là sinh tử của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, sau này chẳng còn sinh nữa, như tập biết tu tập nhân vô ngã thì đến chứng đắc niết bàn của thanh văn, ấy gọi là chủng tánh vô giác của thừa thanh văn. Này đại tuệ, thế nào là chủng tánh vô giác của duyên giác thừa? Nếu có người nghe nói những khác biệt của nhân duyên vô giác, toàn thân lông dựng lên rơi lệ dầm dề đối với những tướng chẳng phải 12 nhân duyên, thì cảm thấy không thích, mà mỗi tự thân, mà mỗi thần thông hoặc lìa hoặc hợp đủ thứ biến hóa, lúc nghe thuyết này tâm liền ngộ nhập, biết nếu biết họ thuộc về chủng tánh vô giác của duyên giác thừa rồi, tùy thuận căn tánh của họ mà thuyết giảng pháp duyên giác thừa, ấy gọi là tướng chủng tánh vô giác của duyên giác thừa. Này đại tuệ, chủng tánh vô giác của Như Lai thừa có bốn thứ: một, tự tánh pháp vô giác chủng tánh; hai, lìa tự tánh pháp vô giác chủng tánh; ba, đắc tự giác thánh vô giác chủng tánh; bốn, ngoài sát thù thắng, tức là ngoài quả nước thù thắng, có nghĩa là vô sở trụ, vô giác chủng tánh. Nếu người nghe thuyết bốn việc này và lúc nghe thuyết về cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thân tài ngã về ngã sở kiến lập do tự tâm hiện, tâm chẳng kinh sợ, ấy gọi là tướng chủng tánh vô giác của Như Lai thừa. Lại đại tuệ, chủng tánh bất định là khi người nghe thuyết ba thứ chủng tánh kể trên, tùy theo lúc nghe chủng tánh nào thì ngộ nhập chủng tánh ấy, theo đó tu tập mà thành tựu. Nhưng nghe thuyết thừa thanh văn thì thành chủng tánh thanh văn, nghe thuyết thừa duyên giác thì thành chủng tánh duyên giác, nghe thuyết thừa Như Lai thì thành chủng tánh Như Lai, ấy gọi là chủng tánh bất định. Này đại tuệ, các biệt vô gián là những chúng sinh còn chấp thật về kiến giác như ngã nhân, chúng sinh thọ mạng, tăng trưởng thiện căn, sĩ phu mà cầu chứng niết bàn, lại nghe lời thuyết pháp của ngoại đạo cho tất cả tánh đều có kẻ tạo tác, nói đó là niết bàn. Cho như thế là giác ngộ đối với pháp vô ngã chẳng có phần, nhưng họ không thể giải thoát. Hay là những người tu hành thanh văn thừa mà thuộc về ngoại đạo chúng tánh vô gián, chẳng xuất luân hồi mà cho là xuất, ấy gọi là chúng tánh vô gián các biệt. Này đại tuệ, người sơ trị địa nói kiến lập chúng tánh là vì muốn siêu nhập địa vô sở hữu. Nếu có sự kiến lập này, người tự tu tự giác và dứt sạch tập khí phiền não,
thấy pháp vô ngã, thì đắc tam muội của Thanh Văn cho đến năm thứ chủng đánh kia, cuối cùng đều sẽ chứng đắc pháp thân tối thắng của Như Lai. Khi Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà tiếp kệ: Tôi là Hoàng Nhập Lâu, tôi là Hàm Vãng Lai, A La Hàm Bất Hoàng, đứng quả A La Hán, gọi là Thừa Thanh Văn, tam thừa và nhất thừa, phi thừa đủ ta thuyết, phàm phô kém trí tuệ, chư thánh xa lìa tịch, pháp môn đệ nhất nghĩa, xa lìa giáo nhị thừa, chỗ nơi vô sở hữu, sao lại lập tam thừa, chư thiền pháp vô lượng, vô sắc tam ma đề, thọ tưởng này tịch diệt, cũng chẳng có tấm lượng. Này đại tuệ, nói nhất xiển đề, thật chẳng phải nhất xiển đề, nếu nhất xiển đề là thật thì ai chuyển được ai, vậy thế gian làm sao giải thoát? Này đại tuệ, có hai thứ nhất xiển đề. Một, sẽ bỏ tất cả thiện căn và sẽ bỏ phát nguyện của chúng sinh từ vô thủy. Sao nói sẽ bỏ tất cả thiện căn? Đó là vì phỉ báng Bồ Tát Tạng và nói lời ác, chẳng phải tùy thuận kinh luật mà được giải thoát. Vì sẽ bỏ tất cả thiện căn nên chẳng thể chứng nhập Niết Bàn. Hai, Bồ Tát vừa đổi tất cả chúng sinh được chứng Niết Bàn và có bản nguyện phương tiện từ chẳng thù chứng Niết Bàn. Đại tuệ, pháp Niết Bàn kia gọi là pháp tướng chẳng Niết Bàn, đây cũng thuộc về loại nhất xiển đề. Đại tuệ bạch, bạch Thế Tôn, tại sao nhất định chẳng thủ chứng Niết Bàn? Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, Bồ Tát nhất xiển đề biết tất cả pháp vốn đã là Niết Bàn, chẳng cầu thủ chứng Niết Bàn nữa, chẳng phải là sẽ bỏ tất cả thiện căn thành nhất xiển đề kia. Này đại tuệ, người nhất xiển đề sẽ bỏ tất cả thiện căn, lại nhờ thần lực của Như Lai cũng có thể tái phát thiện căn. Vì sao? Vì Như Lai chẳng sẽ bỏ tất cả chúng sinh, do đó nên nói Bồ Tát nhất xiển đề chẳng thủ chứng Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ, là Bồ Tát phải thấu hiểu ba thứ tự tánh. Thế nào là ba thứ tự tánh? Ấy là vọng tưởng tự tánh, biến cái sở chấp, nhân duyên tự tánh, y tha khởi và thành tựu tự tánh, viên thành thật. Đại tuệ, vọng tưởng tự tánh do chấp trước tướng sinh. Bồ Tát đại tuệ bạch Thế Tôn, sao nói vọng tưởng tự tánh từ tướng sinh? Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, sở tướng của duyên khởi tự tánh do tướng hành hiển bày, tướng sự đối với tướng so đo chấp trước, thành có hai tướng vọng tưởng tự tánh. Do Như Lai ứng cúng đàn chánh giác phương tiện kiến lập, gọi là danh tướng chấp trước tướng và sự tướng chấp trước tướng. Nói danh tướng chấp trước tướng là chấp trước các pháp trong ngoài, sự tướng chấp trước tướng là theo việc trong ngoài của tự tướng cộng tướng sân khởi chấp trước như thế, ấy gọi là tướng của hai thứ vọng tưởng tự tánh, vì nương theo nhân duyên mà sinh nên gọi là duyên khởi tự tánh. Thế nào là thanh tựu tự tánh? Ấy là lìa vọng tưởng của hai thứ danh tướng và sự tướng, tức là cảnh giới thuộc đối tượng được hành hóa của thánh trí tự giác do thánh trí chứng đắc, ấy gọi là thành tựu tự tánh, cũng gọi là tâm Như Lai Tạng. Khi Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này nên nói kệ: Danh tướng và phân biệt giữa hai thứ tự tánh, chánh trí và như như thành tựu năm pháp tướng. Này đại tuệ, ấy gọi là quan sát năm pháp tự tánh tướng kinh. Cảnh giới của đối tượng hành hóa nơi kinh này là ý nghĩa sâu xa nơi thánh trí tự giác, chúng đại Bồ Tát còn phải tu học. Là nữa này đại tuệ, đại Bồ Tát khéo quán hai thứ tướng vô ngã. Thế nào là hai thứ tướng vô ngã? Ấy là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thế nào là nhân vô ngã trí? Là lìa ngã và ngã sở, lìa tụ duyên của ấm giới nhập, lìa sự sinh khởi của vô minh nghiệp ái, sáu căn thông nhận sáu trần sinh ra sáu thức, những chấp trước ấy đều phải lìa. Vì tất cả căn thân khí giới, thân tức là chánh báo, khí giới là y báo, đều do tự tâm hiện, là tướng của tự vọng tưởng, như dòng nước, như chủng tử, như đèn, như gió, như mây, xét na, lược hoại, thô đông như khỉ vườn, ưa chỗ bất tịnh như con ruồi, không biết đủ như gió, thổi lửa. Nhân tập khí hư giả từ vô thể như bánh xe đạp nước, đủ thứ thân sắc, sinh tử luân hồi trong số đường như huyễn thuật, và thần chú mà tùy cơ phát khởi trí tuệ, khi biết tất cả tướng kia đều chẳng thật thì phải được nhân ngã chấp, ấy gọi là nhân vô ngã trí. Thế nào là pháp vô ngã trí? Biết ấm giới nhập là vọng tưởng, tướng tự tánh, liền ngã ngã sở. Những ấm giới nhập tích tụ do dây trói của nghiệp ái lần lượt duyên nhau sinh khởi, nhưng thật tướng vốn chẳng lấy động. Cái pháp cũng thế, lìa tướng vọng tưởng nơi tự tướng, cộng tướng chẳng thật.
Do sức vọng tưởng của phàm phu sinh ra, chẳng phải thánh hiền. Vì tự tánh lìa tâm, ý, ý thức và năm pháp, đại tuệ Đại Bồ Tát khéo quán tất cả pháp vô ngã. Khéo tu pháp vô ngã thì Đại Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ dẫn đắc sơ địa, quán tướng của địa là vô sở hữu, quan sát mở mang giác tuệ, đến địa hoan hỷ lần lượt tiến lên siêu việt tướng cửu địa, chứng địa pháp vân. Ngày đó kiến lập vô lượng bảo trang nghiêm, ngồi đại bảo liên hoa trong đại bảo cung điện, đồng một loại như tượng vua và các quyến thuộc Bồ Tát từ tất cả cõi Phật đến vây quanh, được tay Phật thực hành pháp quán đảnh, giống như sự quán đảnh của Thái Thượng Chuyển Luân Thánh Vương. Từ phàm phu tu tập sinh khởi cảnh giới huyễn của tự tánh, tới quả vị siêu địa Phật tử, cho đến pháp thánh trí tự giác, sẽ được pháp thân tự tận của Như Lai, hiện pháp vô ngã, ấy gọi là tướng pháp vô ngã. Chúng Đại Bồ Tát cần nên tu học. Đại Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, của sinh Phật thuyết pháp kiến lập và chủ định và phủ định, khiến con và chư Đại Bồ Tát lìa kiến lập và phủ định của ác kiến nhị biên, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn chấp nhận sự thỉnh cầu của Bồ Tát Đại Tuệ nên nói kệ: Kiến lập và phủ định vốn chẳng có tâm lượng, thân thọ dụng kiến lập, tâm phàm chẳng thể biết, ngu si chẳng trí tuệ, chấp kiến lập phủ định. Khi Đức Thế Tôn muốn hiện bày đại nghĩa này, nên bảo Bồ Tát Đại Tuệ có bốn thứ phi hữu mà lại có kiến lập. Thế nào là bốn? Một, tướng phi hữu kiến lập. Hai, kiến phi hữu kiến lập. Ba, nhân phi hữu kiến lập. Và bốn là thánh phi hữu kiến lập. Ấy gọi là bốn thứ kiến lập. Còn nói phủ định nghĩa là nơi đối tượng được lập kia vốn là vô sở đắc, vì quan sát sai lầm mà khởi tâm phủ định, ấy gọi là tướng kiến lập phủ định. Lại nữa này Đại Tuệ, thế nào là tướng phi hữu kiến lập tướng? Ấy là tự cộng tướng của ấm giới nhập vốn phi hữu mà khởi tâm chấp trước, cho là thế này thế kia, gọi là tướng phi hữu kiến lập tướng. Tư phi hữu kiến lập tướng này là lỗi của vọng tưởng hư dối từ vô thủy, do đủ thứ tập khí kiến chấp mà sinh khởi. Này Đại Tuệ, kiến phi hữu kiến lập tướng là kiến chấp về ấm giới nhập ngã nhân chúng sinh tọa mạng, nuôi dưỡng thiện căn, kẻ làm sĩ phu, kẻ thọ nhận, như thế gọi là kiến phi hữu kiến lập tướng. Nhân phi hữu kiến lập tướng là khi ý thức sơ khởi chẳng từ nhân duyên, lúc trước vốn chẳng sinh, lúc sau mới như huyễn mà sinh, vốn chẳng có vật làm nhân. Như nhận thức khi vọng tưởng về sắc không, sáng tối mà sinh thức, thức sinh rồi liền diệt, ấy gọi là nhân phi hữu kiến lập tướng. Này Đại Tuệ, tánh phi hữu kiến lập tướng là tự tánh của ba pháp vô vi, hư không, niết bàn và trạch diệt, do sức trí tuệ mà chứng đắc pháp diệt. Vốn chẳng có tự tánh như lông rùa, sừng thỏ, lìa có và không mày hiện, ấy gọi là tánh phi hữu kiến lập tướng. Kiến lập và phủ định là do vọng tưởng của phàm phu chẳng theo khẳng khi quan sát về tự tâm hiện lượng, chẳng thấy chỗ thấy của thánh hiền. Bậc Đại Bồ Tát nên siêng tu học để hai thứ ác kiến, kiến lập và phủ định. Lại nữa này Đại Tuệ, Đại Bồ Tát phải khéo biết tâm ý, ý thức năm pháp của tự tánh và hai thứ tướng vô ngã. Vì sự yên ổn của chúng sinh nên tiến đến cứu cánh, như hạt minh châu, như hạt châu, như ý hiện ra đủ thứ sắc tướng, là do nhân duyên vọng tưởng phân biệt mà sinh khởi, là chúng nơi tất cả pháp hội của Như Lai. Nghe Phật thuyết giảng pháp như mộng huyễn, như ánh sáng, như bóng trăng trong nước, pháp ấy lìa sinh diệt đoạn thường và lìa thanh văn duyên giác được trăm ngàn tam muội, cho đến trăm ngàn ức na cho tha tam muội, đắc tam muội xong, giải khắp các cõi Phật, cúng dường chư Phật, lên các thiên cung hoàng dương tam bảo, thể hiện thân Phật, có chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh, dùng từ tâm hiện lượng để độ tác chúng sinh, phân biệt diện tiết ngoài tánh vô tánh, khiến thể đều sẽ liền kiến chấp có và không. Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa ấy nên nói kệ: Phật tử khéo quan sát thế pháp do tâm tạo, thì hiện đủ thứ thân, xuất thần thông tự tại, tất cả đều thành tựu sở tác vô chướng ngại. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, của sinh Thế Tôn bị chúng con thuyết giảng về tất cả pháp tánh không, lìa tướng tự tánh vốn vô sinh, bất nhị,
Khi chúng con và chư Bồ Tát giác ngộ lìa hai thứ vọng tưởng có và không, vô sinh bất nhị và lìa tướng tự tánh. Này Đại Tuệ, nói sơ lược có bảy thứ không là tướng không, tự tánh không, hành không, vô hành không, tất cả pháp lìa ngôn thuyết không, đến giác nghĩa, thánh trí, đại không và bị bị không. Thế nào là tướng không? Ấy là tự tướng cộng tướng của tất cả pháp là không. Vì tướng tự tha và cộng đều chẳng thể sinh, do vọng tưởng phân biệt đối đãi với nhau, tất tụ mới có. Nếu quan sát phân tích thì của cánh là vô cánh. Vì vô tánh nên tướng chẳng trụ, nên nói tất cả tánh tướng là không, gọi là tướng không. Thế nào là tự tánh không? Ấy là tự tánh của chính mình, vốn vô sinh. Tức tự tánh của tất cả pháp là không, nên nói tánh của tự tánh là không. Thế nào là hành không? Ấy là hành ấm, địa ngã, cả sở, do tác nghiệp tạo thành, nghĩa là từ nhân duyên hòa hợp mà sinh, ấy gọi là hành không. Thế nào là vô hành không? Duyên nhau sinh khởi theo hành không như thế này, vì tự tánh vốn vô tánh ấy gọi là vô hành không. Thế nào là tất cả pháp liền ngôn thuyết không? Vì vọng tưởng tự tánh chẳng có ngôn thuyết, nên tất cả pháp liền ngôn thuyết ấy gọi là tất cả pháp liền ngôn thuyết không. Thế nào là tất cả pháp đệ nhất nghĩa, thánh trí đại không? Vì người đắc thánh trí tự giác thì tất cả kiến chấp tập khí đều không, ấy gọi là tất cả pháp đệ nhất nghĩa, nơi thánh trí đại không. Thế nào là bị không? Nghĩa là ở nơi kia chẳng có cái không kia, gọi là bị không. Đại Tuệ, với chứa người mẹ của Lộc Tử, của Lộc Tử là nữ cư sĩ Tỳ Xá, vừa xây dựng tinh xá cho tỳ kheo ở, chẳng nuôi voi ngựa trâu dê. Nay nói bị không, chẳng phải nơi kia không có chúng tỳ kheo, cũng chẳng phải tinh xá không, cũng chẳng phải tỳ kheo tánh không, cũng chẳng phải chỗ khác không có voi ngựa, nghĩa là tự tướng của tất cả pháp. Cái kia nơi ở nơi kia chẳng có cái kia, ấy gọi là bị không. Nói chung trong bảy thứ không, bị không là cái không rất thô, không nên xa lìa. Này Đại Tuệ, nói chẳng tự sinh nghệ, chẳng phải vô sinh, ngoài trụ chánh định ra gọi là vô sinh, nghĩa là lìa tự tánh tức là vô sinh. Sự lưu chuyển tương tục từng sắc na vốn lìa tự tánh và tánh dị tục, hiện ra tất cả tánh đều lìa tự tánh, cho nên nói tất cả tánh lìa tự tánh. Sao nói là bất nhị? Tất cả pháp như âm, dương, dài, ngắn, trắng, đen đều lìa tự tánh, vì cái tướng làm nhân với nhau mới có, nên gọi là bất nhị. Tất cả pháp cũng như thế, cho nên pháp không, pháp vô sinh, pháp bất nhị, pháp lìa tướng tự tánh cần nên tu học. Nếu ta muốn lặp lại nghĩa này nên nói kệ: ta thường nói pháp không, xa lìa nơi đoạn thường, sinh tử như mộng huyễn, mà tánh nghiệp chẳng hoại, hư không và niết bàn, tịch diệt cũng như thế, phàm phu chấp vọng tưởng, bậc thánh lìa hữu vô. Khi Đức Thế Tôn lại bảo Đại Tuệ: này Đại Tuệ, pháp không, pháp vô sinh, pháp bất nhị, pháp lìa tự tánh đều có ghi vào kinh giáo của Phật, tất cả kinh điển đều thuyết giảng về nghĩa này. Vì tùy thuận tâm hy vọng của chúng sinh mà phương tiện phân biệt thuyết giảng về để hiển bày nghĩa lý, chẳng phải ở nơi ngôn thuyết có sự chân thật như bầy nai khát nước mà mặc đuổi theo dương diệm cho là nước, nhưng dương diệm chẳng phải là nước thật. Các pháp của Phật thuyết giảng ghi trong kinh điển cũng như thế, vì muốn khiến phàm phu phát tâm hoan hỷ nên tấn tu hành, chẳng phải có thánh trí thật ở nơi ngôn thuyết, cho nên phải nương theo nghĩa cho chấp vào ngôn thuyết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 670, Kinh Lăng Già A Bạc Đà La Bảo, quyển 1.